Vâng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021. Em chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền đã lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống với tất cả các bác. Trước khi vào video bán hàng ngày hôm nay thì cũng mời các bác ngắm qua. Lâu lâu rồi cũng không mời các bác ngắm qua những cây tại vườn. Đây là cây năm cánh trắng bạch tuyết. Cây này phải gần 30 cm. Đây là năm cánh trắng bạch tuyết. Các bác mua hàng với nhà em thì yên tâm. Để các bác có nhu cầu mua bạch tuyết hoặc yên thủy có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Đây là hồng á hậu. Đấy, hồng á hậu em có một cái giò mẹ bên này. Đây là giò mẹ của hồng á hậu các bác nhé. Và nữa là có kỳ chia sẻ cho các bác rồi. Kỳ đang lên. Đấy, chậu này 3 màu gốc. Chậu này lúc thời điểm cao nhất là lúc đấy nó được cái mẹ già được 25 hay 6 sen. Các bác trả 2,6 nhưng em không bán. Hồng nguyên thủy. Các bác có nhu cầu sưu tầm hồng nguyên thủy thì có cứ liên hệ cho em. Rất nhiều hồng nguyên thủy. Khoảng 60 cây hồng nguyên thủy. Là bên này nhá, hồng nguyên thủy các bác nhá. Sau đây thì em sẽ đi vào phiên bán hàng ngày hôm nay. Em đi vào đơn hàng số 1. Đơn hàng số 1 ngày hôm nay là một cây tố đan các bác nhá. Cây này đã ấm chậu rồi. Cây rất là khỏe. Đây là mặt bông của tố đan các bác nhé. Bảo hành chuẩn mặt bông, chuẩn giống đó các bác. Đây, mặt bông rất là đẹp. Cái đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 1 tố đan. Em chưa nhiều bác hỏi này, em có 1 kg thôi. Hôm nay sưu tầm được thêm 3 kg nữa chia sẻ cho các bác. Bác nào nhanh tay. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 này cũng là một cây tối đan. Cây này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Đơn hàng số 2. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 này cũng là một cây tối đan. Cây này thì hai mầm gốc các bác nhé. Cây này là hàng năm 2 rồi. Đây hai mầm gốc. Hai mầm gốc đang lên rất là đẹp. Đây, một mầm bên này nữa, hai mầm. Cái đơn số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng. Đơn số 3. Đây là hàng năm 2, hai mầm gốc đang lên các bác nhé. Về các bác vẫn có thể làm kỳ trên thân. Em chuyển qua đơn số 4. Đơn số 4 này là một chậu mít Vân Sơn. Chậu này thì có 5 kỳ trên thân các bác nhé. 5 cây trên thân. Đây các bác nhìn này, lá này, dày, gân lá này, bóng. Năm ngoái thì cái chậu này phải mấy chục triệu. Năm nay giá đã hạ rất là nhiều rồi. Nếu bác nào mà chưa năm ngoái chưa sưu tầm được thì sưu tầm. Cái đơn hàng số 4 này em bán với giá là 1,5 triệu đồng. Chậu mi Vân Sơn rất là đẹp luôn. 5 cây trên thân các bác nhá. Đây, 5 cây trên thân đây. Đơn hàng số 4, em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 này là một kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ. Kỳ này thì ấm chậu rồi các bác nhá. Xuống là khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng rồi. Đây lá lỗi, lỗi lá xẻ luôn. Xẻ đơn, xẻ kép luôn nhá các bác nhá. Xẻ đây, xẻ cả bên này nữa. Đấy, các bác nào mà muốn mua kỳ lá xẻ thì lá xẻ luôn đây, cho yên tâm. Còn hoa thì tất cả là hoa đã nở tại vườn nhà em rồi. Đơn hàng số 5 này em bán với giá là 2 triệu đồng. Cái kỳ năm cánh trắng Phú Thọ này. Đây các bác nhìn này, ủ kỳ quá mập đẹp luôn. Lá lỗi luôn các bác nhá. Đơn hàng số 5. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 này cũng là một kỳ năm cánh trắng Phú Thọ. Đấy, kỳ này cũng là lỗi nha các bác nhá. Hai này hai kỳ đều lá lỗi. Đây, lỗi đây. Lỗi bên này nhá. Hai lá lỗi luôn. Cái đơn hàng số 6 này em bán với giá là 2,1 triệu đồng. Năm cánh trắng Phú Thọ. Hai kỳ này đều là lỗi nha các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 này là một chậu tím yên tử. Đây là mặt bông của tím yên tử nhé. Vừa nở năm nay luôn các bác nhé. Để em quay lại video đấy ạ. Mặt bông rất là đẹp. Năm nay nở lại rất là đẹp luôn. Để em quay lại cả giò mẹ luôn. Nên các bác mua hàng các bác yên tâm. Chuẩn mặt hoa, chuẩn con giống mới chia sẻ cho các bác. Tím yên tử. Cái chậu
số 7 này. Em bán với giá là 500.000 đồng. Chậu này hai mầm gốc các bác nhá. Mẹ già đây, về các bác làm ki. 500.000 đồng. Chậu tím điện tử rất là đẹp. Về các bác chỉ việc treo lên tưới nước thôi. Không em trồng rồi. Cái chậu này thì các bác nuôi tốt thì cuối năm thì phải được hơn 1 mét. Hai mầm gốc. Đơn số 7. Em chuyển qua đơn số 8. Đơn số 8 này cũng là một chậu tím điện tử. Chậu này em bán với giá là 300.000 đồng cho các bác sưu tầm. Đây là hàng năm 2 hết rồi các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 9. Đơn số 9 này cũng là một chậu tím điện tử. Đơn số 9 này em bán với giá là 250.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 10. Đơn số 10 ngày hôm nay em có một ki 5 cánh xanh Phú Thọ. Đây là mặt bông của 5 cánh xanh Phú Thọ các bác nhá. Một mặt bông rất là đẹp. Đặc sản của Phú Thọ đấy ạ. Cái đơn hàng số 10 này em bán với giá là 350.000 đồng. Cái ki này nó phải tầm 15-16 cm rồi các bác nhá. Rất là khỏe, to, lực. Đây, rất là nhiều rễ rồi đấy. Nó có một bộ rễ cực kỳ là khủng luôn. Đơn hàng số 10 này em bán với giá là 350.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay là một ki gáy nhảy. Cắt khúc ươm ki các bác nhá. Dễ đây. Cái đơn hàng số 11 này em bán với giá là 200.000 đồng cho các bác sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 này cũng là một ki gáy nhảy. Ki này em bán với giá là 200.000 đồng. Đấy, ki rất là khỏe các bác nhá. Cắt khúc ươm ki. Em chuyển qua đơn số 13. Đơn số 13 này cũng là một ki gáy nhảy. Ki này em bán với giá là 200.000 đồng cho các bác sưu tầm. Đây các bác nhìn dễ này. Đấy, dễ nó rất là dài luôn, khỏe. Em chuyển qua đơn số 14. Đơn số 14 ngày nay em có một ki tím số 8 Tuyên Quang. Đây là mặt bông của tím số 8 Tuyên Quang các bác nhá. Bông bay tóc váy luôn. Đó, rất là đẹp. Năm ngoái thì cái bông này rất là đắt. Cái tím số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn số 14. Tím số 8 Tuyên Quang. Em chuyển qua đơn số 15. Đơn số 15 ngày hôm nay là một cái bệt núi chúa. Đây là mặt bông của bệt núi chúa nha các bác nhá. Đấy, mặt bông rất là đẹp. Cái đơn hàng số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Cái ki này nó phải tầm 20 cm à. 300.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 16. Đơn số 16 này cũng là một ki bệt núi chúa. Cái đơn này em bán với giá là 200.000 đồng cho các bác sưu tầm. Đơn số 16. Em chuyển qua đơn số 17. Đơn số 17 ngày hôm nay cũng là một ki bệt núi chúa. Ki này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Đơn số 17 100.000 nha các bác nhé. Em chuyển qua đơn số 18. Đơn số 18 ngày hôm nay là một ki mắt đỏ cánh màu đại, Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình. Đây là mặt bông của mắt đỏ cánh màu đại các bác nhá. Bông nở tại vườn rồi. Bông rất là đẹp. Bông này cực kỳ to các bác nhá. Bông này cực kỳ là to luôn, chơi bao phê luôn. Cái đơn số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Đấy, ki rất là khỏe, tách chân giò mẹ xuống nha các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 19. Đơn số 19 cũng là một ki mắt đỏ cánh màu đại. Cái ki này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. 100.000 đồng cho đơn số 19. Em chuyển qua đơn số 20. Đơn số 20 ngày hôm nay là một ki mít Vân Sơn. Ngày hôm qua em siêu tầm được mấy ki thôi. Có một cái ki 52 đúng không? Em vừa quay cho các bác đấy ạ. Rất là đẹp. Cái đơn số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. Cái này ki ấm chậu rồi các bác nhá. Ấm chậu rồi. Đơn số 20 400.000. Em chuyển qua đơn số 21. Đơn số 21 cũng là một ki mít Văn Sơn. Ki này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho đơn số 21 mít Văn Sơn. Đấy, ki rất là đẹp các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 22. Đơn số 22 này là một chậu cửu long cao phong. Chậu này là hàng năm 2 các bác nhá. Đây là mầm gốc rồi. Cái đơn số 22 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Cửu long cao phong. Em chuyển qua đơn số 23.
Đơn số 23 này cũng là một chậu cửu long cao phong. Đây cũng là hàng năm 2 các bác nhé. Đơn số 23 này em bán với giá là 200.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 24. Đơn số 24 ngày hôm nay em có chậu hồng mắt cua. Đây là mặt bông của hồng mắt cua các bác nhé. Đây rất là sai hòa này. Bông đánh chùm này. Rất là đẹp. Cái đơn số 24 này, cái này hai mầm gốc các bác nhá. Hai mầm gốc, một mẹ già. Đơn số 24 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Đấy, hai mầm gốc rất là đẹp luôn. Đây lại còn lá lỗi này. Lá lỗi như Phú Thọ này. Đấy, mắt cua các bác nhá. 200.000. Em chuyển qua đơn số 25. Đơn số 25 này cũng là một chậu hồng mắt cua. Em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Đơn số 25. Em chuyển qua đơn số 26. Đơn số 26 ngày hôm nay là một tuy á mắt châu lưng xanh của Phú Thọ. Đây là mặt bông của á mắt châu lưng xanh Phú Thọ các bác nhé. Mà đặc biệt cái dòng mắt châu này cực kỳ là thơm. Rất là sai hoa luôn. Đấy, bác nào mà chưa có dòng này thì sưu tầm nhé. Cái đơn số 26 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Á mắt châu. Em chuyển qua đơn số 27. Đơn số 27 này cũng là một kỳ á mắt châu. Cái đơn số 27 này em bán với giá là 250.000 đồng cho các bác sưu tầm. Á mắt châu lưng xanh của Phú Thọ. Em chuyển qua đơn số 28. Đơn số 28 ngày hôm nay là một kỳ mít tam nguyên. Kỳ này là hàng năm 2. Đây, thân mẹ già đang ra kỳ các bác nhé. Mẹ già nó lên được một kỳ rồi. Kỳ rất là đẹp. Cái đơn số 28 này cũng là đơn số cuối cùng của cái video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 88. Các bác có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook là Lan Dường Cường Hiền. Đấy, các bác có thể kết bạn qua Facebook. Các bác đánh Lan Dường Cường Hiền. Đấy, đây là Facebook của nhà em các bác nhé. Facebook bán hàng. Đấy, các bác nào không kết bạn được qua Zalo thì có thể kết bạn qua Facebook. Đấy, đây là Zalo của nhà em nha các bác nhé. Cuối video thì em cũng xin chào và xin hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.